UBND nhân dân quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết đang xác minh thông tin hai du khách người Pháp bị tài xế taxi chặt chém 500.000 đồng khi di chuyển từ phố Trần Nhật Duật về phố Chợ Gạo. Trước đó, một tài khoản Facebook đăng thông tin kèm với hình ảnh việc hai du khách nước ngoài bắt một chiếc xe taxi di chuyển khoảng 50m thì bị tài xế lấy giá là 500.000 đồng. Và điều đáng nói sau khi thấy hộ chiếu của khách để quên trên xe, nam tài xế này đã quay lại và đòi trả thêm 500.000 đồng nữa hai du khách trên sau đó đã viết đơn kiến nghị gửi cơ quan công an vì cảm thấy bị lừa đảo với những trải nghiệm rất tệ đây không phải vụ việc taxi chặt chém khách du lịch đầu tiên xảy ra trên địa bàn việc kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải của các hãng xe cần quyết liệt và mạnh mẽ để giữ gìn hình ảnh giao thông của thủ đô đẹp trong mắt bạn bè quốc tế